Chào mừng quý vị đã đến với trận bán kết đầy kịch tính giữa hai vận động viên tài năng là Quốc Bảo và Anh Tuấn. Đây chắc chắn là một trận đấu được mong đợi với sự hào hứng không ngừng từ phía người hâm mộ. Quốc Bảo và Anh Tuấn đã thể hiện sự ổn định và kỹ năng xuất sắc của mình qua các vòng đấu trước. Anh Tuấn, với kỹ thuật linh hoạt và phong độ ổn định, đã chinh phục nhiều đối thủ khó khăn để tiến đến bán kết. Quốc Bảo, một vận động viên có kinh nghiệm và chiến thuật linh hoạt, đã chứng minh khả năng của mình thông qua các trận đấu đầy cảm xúc. Trận đấu này không chỉ đòi hỏi kỹ thuật tốt mà còn yêu cầu sự tập trung cao độ và tinh thần chiến đấu mãnh liệt. Cả hai vận động viên đều sở hữu những điểm mạnh riêng, và sẽ là điều thú vị để xem họ làm thế nào để áp dụng chiến thuật của mình vào trận đấu này. Quốc Bảo và Anh Tuấn, dưới sự chỉ đạo của trọng tài và sự cổ vũ của khán giả, họ sẽ mang đến cho chúng ta một trận đấu không thể dừng lại trong việc tạo ra những pha bóng đầy kỷ niệm và kịch tính. Chúng ta hãy cùng đón xem và cổ vũ cho hai vận động viên tài năng này trong trận bán kết nảy lửa này. Hãy
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Câu lạc bộ An Bình một lần nữa xin cảm ơn các quý vị đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Rất mong các quý vị hãy ủng hộ bấm like, share và đăng ký kênh để nhận được tin mới nhất và nóng hổi về tình hình, cũng như các giải đấu hay các sự kiện giao lưu giữa các câu lạc bộ trong và ngoài thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.